Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đó là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Và tôi là biên tập viên Huyền Anh. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với phần điểm tin tức quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Trong một tuyên bố mới đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này có thể thực hiện giai đoạn 1 của đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin với Hamas do Hoa Kỳ thúc đẩy. Nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh mục tiêu cao nhất vẫn là tiêu diệt Hamas. Tuy nhiên, hiện các chính trị gia cực hữu trong chính phủ liên minh của Israel vẫn phản đối đề xuất này và cảnh báo sẽ phá vỡ liên minh nếu chính phủ của ông Netanyahu chấp thuận. Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã nhắm vào một địa điểm quân sự ở thành phố Cảng Elat của Israel bằng tên lửa đạn đạo mới có tên là Palestine. Houthi nhấn mạnh hoạt động này đã đạt được mục tiêu. Trong nhiều tháng, Houthi đã tấn công các tàu ngoài khơi bờ biển Yemen với lý do họ hành động để đoàn kết với người Palestine đang chiến đấu với Israel ở Gaza. Ngoại trưởng các nước Ả Rập gồm Ai Cập, Qatar, Jordani, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang tiến hành thảo luận về đề xuất ngừng bắn ở dải Gaza, đồng thời kêu gọi thực thi giải pháp hai nhà nước phù hợp với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các ngoại trưởng nêu bật sự cần thiết phải khởi động công cuộc tái thiết vùng đất này bằng một kế hoạch toàn diện với lộ trình rõ ràng và các cam kết có tính ràng buộc. Vào 9 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đến thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến công du Campuchia. Trong chuyến thăm lần này, ông Austin sẽ gặp các quan chức cấp cao của Campuchia, bao gồm Thủ tướng Hun Manet. Trước đó, thì ông Austin đã tham dự đối thoại Shangri-La ở Singapore và có bài phát biểu về đối tác chiến lược của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hàn Quốc ngày 3 tháng 6 thông báo sẽ đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận quân sự năm 2018 với Triều Tiên và sẽ đệ trình đề xuất này trong cuộc nội họp các trong ngày hôm nay. Động thái nhằm đáp lại việc Triều Tiên thả bóng bay mang rác sang nước này. Việc đình chỉ thỏa thuận quân sự cho phép quân đội Hàn Quốc khôi phục các cuộc tập trận ở biên giới và có thể phản ứng ngay lập tức nếu Triều Tiên có hành động khiêu khích quân sự. Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc IAEA Rafael Grossi cho biết sẽ không an toàn khi khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện do Nga kiểm soát. Ở Ukraine, chừng nào xung đột vẫn tiếp diễn xung quanh nhà máy. Hiện 6 lò phản ứng đã ngừng hoạt động theo khuyến nghị của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế vì lý do an toàn. Nga khẳng định họ hiện không có kế hoạch khởi động lại nhà máy. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đã bổ sung một số nhân vật chính thống, nhà báo và chuyên gia người Anh vào danh sách bị cấm nhập cảnh Nga. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, quyết định trên là nhằm đáp trả việc London đã thực thi chính sách chống Nga, cũng như là đưa tin tiêu cực về tình hình chính trị xã hội quan trọng của Nga. Hiện London chưa đưa ra phản ứng sau động thái trên của Moscow. Sáng ngày hôm nay, tàu vũ trụ thường Nga 6 của Trung Quốc đã rời bề mặt trăng, mang theo các mẫu vật thu thập được từ phần tối của hành tinh này. Đây được đánh giá là một thành tựu chưa từng có trong lịch sử khám phá mặt trăng của loài người. Tàu thường Nga 6 sử dụng hai phương pháp lấy mẫu vật mặt trăng, bao gồm khoan lấy mẫu vật dưới mặt đất và lấy mẫu trên bề mặt bằng cánh tay robot. Quân đội Ukraine ngày 3 tháng 6 xác nhận đã phóng hàng chục rocket tầm xa sang biên giới Nga trong những ngày qua. Đây được xem là tuyên bố đầu tiên của Ukraine sau khi được một loạt nước phương Tây bật đèn xanh về việc sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga, trong đó bao gồm cả tiêm kích F-16. Quân đội Ukraine tuyên bố mục tiêu của các đợt tấn công mới nhất là những hệ thống pháo binh hạng nặng của Nga, nơi tập trung quân và ít nhất một cây cầu lớn ở bên kia biên giới.
Cùng ngày, truyền thông Ukraine công bố nhiều hình ảnh và video được cho là hệ thống phòng không S-300, S-400 tại vùng Belgorod của Nga bị trúng đạn và bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng tên lửa M-42 122 ly phóng từ bệ phóng của hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Các quan chức địa phương Nga cũng xác nhận về các cuộc tấn công xuyên biên giới. Tuy nhiên, hầu hết tất cả các tên lửa đều bị phía Nga bắn hạ. Truyền thông Nga cũng cho biết, đây nhiều khả năng là tên lửa được bắn từ bệ phóng M-270 và HIMARS do Hoa Kỳ sản xuất. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận thông tin về các thiệt hại tại kho vũ khí và căn cứ quân sự ở Belgorod. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2 tháng 6 cho biết, nước này đã bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới bằng các hệ thống HIMARS ở Kharkov. Động thái của Ukraine diễn ra không lâu sau khi chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và NATO cho phép Kiev sử dụng sức mạnh vũ khí để chống lại các mục tiêu ở Nga. Đến nay, 14 quốc gia đã lên tiếng ủng hộ việc nới lỏng chính sách vũ khí đối với Ukraine. Việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp được áp dụng đối với các lô vũ khí đã và sắp được chuyển giao cho Ukraine trong tương lai. Mới nhất, Hà Lan tuyên bố nước này sẽ cho phép Ukraine tùy ý sử dụng các máy bay chiến đấu F-16 mà Amsterdam cung cấp, kể cả tấn công vào mục tiêu ở Nga. Tiếp đó, Hy Lạp đã điều phi công đến Ukraine để huấn luyện quân đội nước này vận hành F-16. Theo kế hoạch, lô F-16 đầu tiên của Đan Mạch dự kiến sẽ được bàn giao cho Ukraine vào mùa hè này. Trước đó, Hà Lan và Đan Mạch thành lập liên minh để viện trợ cho Ukraine các tiêm kích F-16, cũng như đào tạo phi công và nhân viên hỗ trợ. Trong đó, Hà Lan và Đan Mạch đều cho phép Kiev sử dụng tiêm kích của mình bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, một quốc gia khác trong liên minh này là Bỉ lại phản đối động thái này. Hiện Bỉ là nước cung cấp F-16 lớn nhất cho Ukraine với 30 tiêm kích loại này từ nay đến năm 2028. F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không. F-16 có khả năng mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất cùng nhiều loại bom, trong đó có bom hạt nhân. Bắt đầu chế tạo vào những năm 1970, nhưng đến nay F-16 vẫn được nhiều nước thành viên NATO sử dụng làm nền tảng vũ khí hạt nhân. Sau những lời kêu gọi khẩn thiết từ Ukraine, Hoa Kỳ và các đồng minh bắt đầu thay đổi quan điểm. Nới lỏng lệnh cấm Kiev sử dụng vũ khí được viện trợ để tập kích mục tiêu lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, trong khi nội bộ Liên minh phương Tây vẫn chưa hoàn toàn thống nhất về việc này, thì giới quan sát cho rằng những vũ khí này chưa đủ để thay đổi cục diện chiến sự. Theo chính sách mới, Ukraine sẽ cho phép khai hỏa các vũ khí như là pháo phản lực HIMARS sử dụng rocket phóng loạt dẫn đường GMLRS tầm bắn khoảng 70 km để tấn công đội hình quân Nga tập trung gần biên giới Kharkov. Kiev cũng có thể dùng các tổ hợp phòng không do Hoa Kỳ cung cấp như hệ thống Patriot bắn hạ máy bay Nga đang chuẩn bị phóng tên lửa, thả bom lượn vào tỉnh Đông Bắc Ukraine. Quyết định này sẽ giúp Ukraine không phải rút nhiều lực lượng ở Donbas để tới phòng thủ tại điểm nóng Kharkov. Điều này có thể giúp ổn định tiền tuyến, tạo điều kiện để Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Kharkov trước khi họ củng cố vững chắc chỗ đứng chân. Lực lượng Nga giờ đây sẽ gặp tình thế bất lợi hơn và phải suy nghĩ kỹ về chiến thuật mà họ từng sử dụng để tấn công Kharkov. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích quân sự không kỳ vọng việc Ukraine được nới vòng kim cô sẽ tạo ra thay đổi mang tính bước ngoặt trên chiến trường, phần nào bởi Washington vẫn giữ nguyên chính sách cấm Kiev sử dụng ATACMS, loại tên lửa đạn đạo tầm bắn 300 km, có thể được phóng bằng pháo HIMARS để tập kích vào mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga. Những thay đổi ở khu vực Kharkov chưa đủ để tạo ra bước ngoặt trong cuộc chiến. Ukraine đặc biệt cần năng lực tập kích sâu vào lãnh thổ Nga để loại bỏ các mối đe dọa, bởi nhiều vị trí hỗ trợ Nga tấn công Ukraine nằm ngoài tầm bắn của rocket GMLRS. Giới quan sát tại Ukraine cũng thừa nhận rằng việc từ chối cho phép Kiev phóng tên lửa ATACMS vào lãnh thổ Nga là nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng hạt nhân có thể xảy ra. Theo đó, Ukraine không có vũ khí hạt nhân, nhưng với việc vũ khí đạn đạo do Hoa Kỳ sản xuất nhắm vào đất Nga, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nói cách khác, quyết định bật đèn xanh của Tổng thống Biden được xem như biện pháp bổ sung, chất kích thích để giúp Ukraine tăng cường phòng thủ hơn là một yếu tố thay đổi cuộc chơi.
Trong khi đó, để tiếp nhận F-16 vào mùa hè này, Ukraine đã đầu tư đáng kể vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết và thậm chí xây dựng cả bunker và kho chứa dưới lòng đất tại các sân bay để bảo vệ tiêm kích F-16. Tuy nhiên, trong vòng một tháng qua, Nga đã triển khai ít nhất 2 đợt tấn công quy mô vào các căn cứ, sân bay quân sự mà Ukraine dự kiến triển khai F-16, khiến cho tiêm kích này nhiều khả năng sẽ không còn nơi để cất cánh. Tấn công vào lãnh thổ Nga từ lâu đã là một chủ đề nhạy cảm với Hoa Kỳ và các nước phương Tây nhằm tránh leo thang xung đột. Và dù quan điểm về làn danh đỏ trong viện trợ cho Ukraine đã thay đổi nhiều trong hơn 2 năm xung đột, nhưng Hoa Kỳ và đồng minh chắc chắn vẫn muốn tránh kịch bản đối đầu trực tiếp với Nga. Trong khi đó, Moscow liên tục cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Giới chức Nga đã nhiều lần cảnh báo Hoa Kỳ và NATO về những hậu quả thảm khốc, bao gồm cả cuộc đối đầu hạt nhân nếu phương Tây cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Không rõ vì lý do gì, họ đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công nước Nga. Theo các chuyên gia quân sự, quyết định của Tổng thống Biden đánh dấu một sự thay đổi quan trọng sau những cảnh báo từ Moscow rằng động thái này có thể gây ra xung đột toàn cầu. Điện Kremlin cho biết, quyết định của Tổng thống Biden cho thấy sự can dự sâu sắc của Washington vào cuộc xung đột. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28 tháng 5 cảnh báo các thành viên NATO ở châu Âu đang đùa với lửa nếu để Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ từ phương Tây tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Putin nhấn mạnh rằng động thái này có thể gây ra xung đột toàn cầu. Nhà lãnh đạo Nga cho biết phương Tây sẽ trực tiếp tham gia vào bất kỳ việc Ukraine sử dụng vũ khí nào của họ để tấn công vào sâu bên trong nước Nga, bởi vì những cuộc tấn công như vậy sẽ cần đến sự hỗ trợ về vệ tinh, tình báo và quân sự từ Hoa Kỳ và đồng minh. Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh nước này, gọi quyết định của Tổng thống Biden là sự leo thang nghiêm trọng của xung đột. Ông Medvedev cho rằng phương Tây sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng khi tin rằng Nga chưa sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Ukraine. Ông cũng nói về khả năng tấn công các quốc gia đối thủ bằng vũ khí hạt nhân chiến lược. Nga coi tất cả các vũ khí tầm xa mà Ukraine sử dụng đều đã được quân nhân các nước NATO trực tiếp kiểm soát. Đây không phải là hỗ trợ quân sự, đây là tham gia vào một cuộc chiến chống lại chúng tôi. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẽ coi việc các thành viên NATO cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là một tín hiệu hành động trong lĩnh vực hạt nhân của Liên minh quân sự này. Bộ Ngoại giao Nga cũng ra thông cáo nói rằng Moscow sẽ coi F-16 mà Ukraine sắp tiếp nhận là mối đe dọa hạt nhân và việc phương Tây chuyển giao chúng là hành động khiêu khích. Nước Pháp đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm ngày quân đồng minh đổ bộ vào vùng biển Normandy. Đây được xem là chiến dịch đổ bộ lớn nhất trong lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu giải phóng nước Pháp và châu Âu khỏi phát xít Đức. Và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Tự do, tôi viết tên bạn là dòng chữ do người dân viết trên bãi biển Aromont-le-Bain để tưởng nhớ hàng nghìn binh sĩ đồng minh tham gia chiến dịch Normandy. Trong khi đó, ở thị trấn gần bãi biển Omaha, nơi binh sĩ Hoa Kỳ đổ bộ, một khu vực tái hiện những thiết bị sử dụng trong chiến dịch đã thu hút đông đảo du khách tới tham quan. Du khách cũng có thể được ngồi trên chiếc xe Jeep và xe bọc thép thời Thế chiến thứ hai. Tại nghĩa trang ở Normandy, nhiều người đã thực hiện nghi lễ đặc biệt như là xoa một nắm cát để lộ tên khắc của những người lính đã hy sinh trong trận đổ bộ. Dự kiến trong ngày 6 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ chủ trì buổi lễ kỷ niệm 80 năm chiến dịch Normandy trên bãi biển Omaha. Tham dự sự kiện còn có Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhà vua Anh Charles Đệ Tam và Hoàng tử Anh William. Nhiều cựu chiến binh của Pháp, Anh, Canada và Hoa Kỳ cũng sẽ đến Normandy để tham dự buổi lễ. Hầu hết trong số họ đã trên 100 tuổi, do vậy đây có thể là một trong những buổi lễ lớn cuối cùng của họ tại Normandy. Ngày 6 tháng 6 năm 1944, quân đồng minh mở màn chiến dịch đổ bộ lớn nhất trong lịch sử với hơn 150.000 binh sĩ nhằm đánh chiếm bãi biển Normandy của Pháp từ tay phát xít Đức. Theo Ủy ban Chiến tranh Khối Thịnh Vượng Chung, 10.250 người thương vong trong ngày D-Day, bao gồm các quân nhân thiệt mạng, bị thương và mất tích.